Anh Hiền ơi, con này của anh xong rồi nhá. Em để đây. Em về đấy ạ. À, Quý, 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 anh bảo. Dạ. Anh có cái máy này, khách nó đòi lấy ngay, em giúp anh nhá. Ờ, bao giờ họ lấy ạ? Họ bảo là 7 giờ sáng mai, nhưng mà sáng mai em mới đến anh sẽ không kịp. Mà... anh nói này, mấy ngày hôm nay em làm quá tuyệt vời, hơn hẳn mấy cái thằng mà nó chuyên môn đã kém còn lười. Đây. Đây. Đây, anh thưởng nóng cho em. Ờ, dạ. Chưa ăn gì đúng không? Ở đây, anh mua cho em các bạn nghỉ nhá. À, làm thêm lon bia nhá. Anh không mang áo mưa theo à? Tại anh tưởng là trời mưa nhỏ cho nên là anh cố. Thế thì anh phải rẽ vào hàng tạp hóa mà mua chứ. Để ướt như này, như anh ốm thì sao? Tiền với em quan trọng thật, nhưng sức khỏe của chồng em quan trọng hơn. Anh đi vào tắm đi, em lấy quần áo rồi làm cái gì cho anh ăn nhá. Anh Quý, anh Quý, bọn em có chuyện muốn nói. Em xịn chút. Sao đấy? Anh ơi, anh làm như thế này chết bọn em. Chả thế anh, sức anh làm mấy lần người thường. Anh làm hết việc đấy đâu, việc bọn em làm nữa. Ông Hiền Chúa ông đuổi bọn em đi rồi. Thế tôi phải làm thế nào? Anh thấy làm như nào hợp lý thì anh làm. Không bọn em bị đuổi đấy. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thì nôm na là bây giờ anh làm việc ít đi. Việc khó anh lấy, để việc nhẹ lại cho bọn em. Anh để cho bọn em làm việc với. Được không anh? Bọn em đi ăn đây. Cháu đi ăn đây ạ. Sốt và kiểm tra thấy suy nhược cơ thể, truyền nước xong hồi phục sức khỏe. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ. Anh ấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ nói rồi đấy. Anh chỉ bị sốt với hơi mệt một tí thôi mà. Là kiệt sức, hơi mệt cái gì? Chào cả nhà. Ôi, con chào ông bà. Rồi, hai cô công chúa hiếu thảo thế kia kìa. Bà ngồi đây ạ. Ừ. Con chó con này giỏi chứ nhỉ. Thế nào? Thế nghe nói là cháu bị suy nhược cơ thể à? Dạ vâng ạ. Người lao động chân tay như bà cháu mình suy nhược cơ thể như thế là không ổn đâu ấy nhá. Này, ông dặn này, làm cái gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả đấy nhá. Đúng rồi. Từ hôm nay cháu sẽ bắt ở nhà đến khi nào khỏi hẳn thì thôi. Lúc sốt cháu bắt ở nhà rồi đấy chú, nhưng mà cố chấp đi làm cô. Thế thì chi lệ. Thôi, ông bà sang thăm cháu chẳng biết mua gì. Vậy là có một tí, thế cháu cầm lấy nhá. Khi nào cháu thích ăn cái gì, bảo Đào nó đi mua cho nhá. Đấy, sữa thì cháu xin, còn cái kia thì... Thôi, đừng có ngại. Đây là một chút tấm lòng của ông bà thôi mà.
Dạ. Thôi hai đứa cầm cho bà vui. Thế cháu cảm ơn ạ. Thế thì sang thăm rồi, bây giờ là ông bà phải về đi bán hàng đây. Dạ vâng ạ. Chúc cháu ăn mạnh khỏe nhá. Cảm ơn ông bà. Thế bà chào cả nhà. Chào hai cô công chúa nhá. Chào bà. Ông bà. Cháu đi à? Anh chị. Cảnh đi à? Anh Quý đỡ chưa anh? Anh đỡ rồi. Sao lại đi một mình này? À, Mỹ hôm nay bọn đi thi anh ạ. Chị ơi, em có cân cam biếu anh bồi bổ sức khỏe. Cô chú chu đáo quá cơ. Chị xin nhá. Có gì đâu. Thế thôi em xin phép đi luôn này. Ok, ngồi nói chuyện đã. Phải đón Mỹ chị ạ. Sợ nó mắng như gì? Vâng, đón muộn một cái là giận ngay. Thôi đi đi, chị cảm ơn nhá. Đi nhá, anh cảm ơn. Anh chào chú cả anh. Chào chú cả anh. Mọi người quan tâm quá cơ. Ôi trời ơi, trụ cột gia đình ốm hả anh? Chào cô đi con. Cảm chào các cô. Chào anh, chào các cô. Xin à, em đang bóp chân cho anh rồi ạ. Anh Quý mới đi viện về ạ? Anh sốt có một tí thôi mà cả xóm sang đây thăm như này ngại quá. Anh nói thế nào ấy? Hàng xóm láng giềng là phải quan tâm nhau những lúc ốm đau bệnh tật chứ ạ. À, đây là tấm lòng của em với cả chị Trinh ạ. Ấy thôi, các cô sang đây hỏi thăm thế này là quý lắm rồi. Anh, các cô đã có lòng mong anh mau khỏe như thế, nhận cho các cô vui chứ. Đúng rồi ạ. Chị cảm ơn nhá. Anh Quý mà không nhận tấm lòng của em với chị Trinh là bọn em buồn đấy. Đúng đấy ạ. Thế thôi, xin phép cả nhà chúng em về chuẩn bị đi làm nhá. Chào cả nhà nhá. Vâng, cảm ơn chị Trinh, cảm ơn cô Huyền nhá. Về đi làm đây ạ. Xin chào hai cô. Xin chào hai cô. Anh thấy mọi người quan tâm mình chưa? Thế nên bố Quý phải nghỉ ngơi thật nhiều vào mới nhanh gọn nhá. Bố biết rồi. Bố ăn cháo nhá, để mẹ lấy. Bố đỡ mỏi chưa ạ? Bây giờ bố lại mỏi bên này. Để con xăm bóp cho bố nhá. Anh tìm em hơi lâu rồi đấy. Anh... Kỹ nhờ. Đang có nhà cửa ruộng vườn rộng rãi lại bỏ lên đây chui vào với phòng trọ chật như cái chuồng lợn thế này. Chuồng lợn thì cũng hơn là ở với anh. Em mới lên thành phố ở mấy hôm mà giọng điệu nghe khác hẳn. Anh nghe nó không quen. Đào. Vâng, em đây ạ. Mày biết tại sao bố mày đến đây không? Em không ạ. Em tao bị cái thằng thợ sửa điều hòa mà mày gọi đến ấy cho đi lĩnh án tù. Anh ơi, em của anh là ai ạ? Thợ sửa điều hòa là sao ạ? Em không hiểu. Em tao là khách của mày. Nó gọi mày đến làm móng cho nó ở biệt thự. Điều hòa nó hỏng, mày giúp nó gọi thằng thợ điều hòa đến. Mà chính cái thằng ngu si đấy lại cho em tao đi tù đấy. Cái Đào ấy, nó đang giận ông Quý lắm đấy. Nó bảo ông không tin tưởng nó. Phụ nữ bọn vợ nhiều khi cứ hay làm quá. Đàn ông bọn anh làm gì cũng có lý do. Thấy không cần nói nên không nói. Sao chồng cứ phải bênh đàn ông ấy nhở? Nếu chồng mà cứ xử như thế với vợ ấy thì vợ nổi cơn điên trong phút mốt nhá. Người nhà mà cứ coi như người ngoài. Người ngoài mà lại cùng sống chung một mái nhà, cùng sinh con, cùng cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình à? Đàn ông thực sự có nhiều điều khó nói. Giờ cứ chấp nhau mấy cái chuyện nhỏ nhặt chỉ làm mệt mỏi nhau thôi. Bây giờ em nhé, em thấy hai anh này đánh nhau đúng không? Thì em phải can. Bây giờ can thì em nói cái gì? Trợ lý đâu? Em đây ạ. Từ nãy giờ mà cô không để giết việc học thoại à?
Dạ em... Em xin phép em ra ngoài nghe điện thoại một tí ạ. Kìa quý. Vợ à? Anh đang ở đâu đây? Anh đang đi quay phim với cả ông Quang. Thôi, bỏ đi đừng có quay kiếp gì nữa. Sao lại không quay nữa? Ôi, chúng nó bắt đầu đi check camera khu biệt thự rồi.